Chào các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu các bạn cách nhập phiếu nhập kho nhập khẩu trên phần mềm. Tại ô loại chứng từ bạn chọn là phiếu nhập kho nhập khẩu. Series bạn gõ là tờ khai hải quan. Ví dụ tờ khai là 123, 456. Ngày tờ khai. Tên khách hàng. Tại ô là HDVT. Bạn để là X. Tài khoản nợ bạn ghi tài khoản nợ vào. Mã vật tư hàng hóa. Số lượng. Đơn giá. Tỷ giá. Thuế xuất nhập khẩu. Thuế xuất giá trị gia tăng bạn để trống. Như vậy là bạn đã nhập xong phiếu nhập kho nhập khẩu. Sau khi nhập kho nhập khẩu xong, bạn đem tiền đi nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thì lúc đó bạn nhập vào chứng từ là VAT vào. Thì khi mình đem tiền đi nộp cho cơ quan thuế sẽ cấp cho mình một cái biên lai thu tiền. Thì biên lai thu tiền này giống như một hóa đơn mua vào, bạn nhập là CD hóa đơn. Số hóa đơn, số biên lai, ngày. Thì tại ô là HDVT, lúc này bạn để là nhập khẩu. Tài khoản nợ bạn để là 1331. Có bạn để là 33312. Tại ô đối tượng pháp nhân có là bạn nên ghi là cái số tờ khai đây. Ví dụ là tờ khai 12345. Tờ khai 12345. Để khi chúng ta in, chúng ta theo dõi để xem là tờ khai nào bạn đã nộp tiền thuế nhập khẩu, tờ khai nào chưa nộp. Ví dụ thành tiền đây là 1 triệu, thuế suất tiền hàng. Như vậy chúng ta đã nhập xong cái tiền thuế của tờ khai nhập khẩu. Sau khi xong bạn chọn mục là cập nhật và hỗ trợ kê khai, chúng ta sẽ coi. Như vậy tiền hàng là 10 triệu và thuế suất 10% là tiền thuế là 1 triệu.